với những người dân lao động nghèo thì quán cơm bình dân là lựa chọn hợp lý hàng đầu. Cơm bầu no là khái niệm đã xuất hiện từ rất lâu ở Sài Gòn. Đến với những quán cơm này, người ăn có thể ăn cơm thoải mái cho đến no mà không lo bị tính thêm tiền. Tuy nhiên, thời gian gần đây để hút khách, nhiều cửa hàng đã rỉ tai nhau phương pháp trộn hóa chất vào gạo để nấu. Sức khỏe và tính mạng người tiêu dùng đang bị đe dọa nghiêm trọng trước những thông tin cơm chỉ nhanh và nở nhiều gấp 2 đến 3 lần bình thường nhờ hóa chất. Có bao nhiêu hiểm họa tiềm ẩn trong loại cơm có sử dụng loại hóa chất thần kỳ không nguồn gốc xuất xứ này? Hãy cùng Cảnh báo An toàn sống tìm hiểu rõ câu chuyện của những suất cơm bao no này nhé. Lấy cho 1 ký bột bao no. Này, cái cách sử dụng là sao vậy chị? Cơm mình bỏ chừng 1 muỗng 2 muỗng rồi khoảng chừng nấu là 5 tiếng rồi bỏ. Tí bỏ 2 muỗng. Một phải không? Chúng tôi tìm đến cửa hàng góc ngã ba đường này. Chị chủ quán không những chẳng nghi ngại bán cho khách lạ mà còn hướng dẫn cách hòa bột vào gạo để giúp cơm nở. Thực chất, chính những người bán hàng ở chợ Kim Biên cũng không biết gọi tên loại bột này là gì. Đây là một loại hóa chất giúp giữ hơi nước trong hạt gạo, cũng như tổng hợp các chất khí giúp hạt gạo nở to hơn bình thường. Rõ ràng cách thức kinh doanh này không chỉ thiếu tính an toàn vệ sinh thực phẩm mà còn nguy hại ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Chưa kể việc các quán cơm sử dụng một loại bột không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có hướng dẫn sử dụng là sai quy định và vi phạm pháp luật. Một cái bịch như thế này thì tôi mua ở chợ là 1 ký là 110.000, mỗi bình là 2 chén đi ha. Số lượng gạo như nhau. Tôi sẽ cho hai cái lượng nước bằng nhau. Theo thức thì tôi sẽ cho một muỗng này vào. Quậy đều lên cái nồi bên đây. Một nồi sẽ có chút hóa chất này và một nồi không có. Sau khoảng độ 15 phút thì tôi có kết quả thế này nè quý vị. Đây là cái nồi cơm là không có bột nở, rất ít cơm. Cái nồi cơm có bột nở, nhiều cơm. Trời ơi, nó phình lên nè, có rồi. Phình lên, bắt đầu từ từ nó phình lên. Nó phình lên để coi nó chín, nó phình, nó nhiều cơm cỡ nào quý vị ha. Rồi, chúng ta tiếp tục đầy lại. Sau khi nấu xong thì quý vị thấy đó, bên đây cũng bao nhiêu đó gạo, nhưng mà rất là ít cơm. Nhìn nó màu trắng tươi luôn. Bên đây á, gấp 3 lần gạo không cho bột nở vào. Nhưng hình như tôi cho nhiều quá, nó biến ra cái màu vàng chút xíu. Chứ nếu mà cho vừa phải á, hình như là 5kg cho một muỗng. Nhưng mà tôi có 1kg tôi cho tới 1 muỗng nên nó hơi vàng hơi quá. Cái lượng cơm của nó gấp 3 lần. Nhưng mà cơm này ăn được, còn cơm này ăn không được. Mình biết mình ăn được nhưng mà không biết thì có lẽ ai cũng ăn hết. Rất độc, ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta. Nếu chúng ta ăn phải cái loại bột nở quá chất này trộn vô gạo thì